14 khoảnh khắc lấy cảm hứng từ trang phục của công nương Diana P1. Với những phẩm chất cao quý, và dung mạo đoan trang, công nương Diana đã từng được coi là chuẩn mực của cái đẹp của Hoàng gia Anh, cho đến hiện tại, các công nương trong Hoàng gia cũng đang kế thừa phong cách đẳng cấp này. 1. 1989, và 2019. Ảnh, Brightside, công nương Diana, từng táo bạo khi phối trang phục với tông, màu đỏ, và tím, khiến mọi người vô cùng trầm trồ, đúng hai thập kỷ sau chúng ta lại bắt gặp hình ảnh công nương kết trong bộ trang phục nổi bật. Và tươi tắn với phong cách khác thường này, 2. 1985, và 2019. Ảnh, Brightside, trong một bức ảnh, tại cung điện Kensington năm 1985 công nương Diana xuất hiện với bộ váy chấm bi toát lên phong thái, trang nhã lịch thiệp, còn công nương kết diện một chiếc váy với kiểu dáng tương trong một sự kiện trang trọng. Tại Bletley Park vào năm 2019.3. 1997, và 2019. Ảnh, Brightside, Học viện quân sự Senhurst vinh dự, được công ngương Diana ghé thăm, vào năm 1987, thời điểm đó bà trông thật gần gũi, và thân thiện với trang phục được lấy cảm hứng từ những bộ lễ phục của quân nhân, mới đây. Nữ công thức Megan xứ sơ sách cũng chọn cho mình trang phục phù hợp với sự kiện quỹ thịnh vượng, chung của Anh, vào năm 2019, kết hợp với một chiếc mũ y tá thanh lịch 4, 1984, và 2018 ảnh brisai trang phục đỏ rực rỡ với gương mặt tràn đầy hạnh phúc tại cửa của bệnh viện Lindo Wing năm 1984 của công nương Diana khi mới sinh hoàng tử Harry và cũng chính tại nơi đó với trang phục và cảm xúc ấy công nương kết cũng ôm đứa con đầu lòng của mình năm 1990 và 2019 ảnh brisai công nương Diana trông thật lỗng lẫy trong chiếc đầm dự tiệc trong The diamond bow vào năm 1990 tại London nữ công thức xứ sơ sách đã chọn cho mình một trang phục lấp lánh tương tự. Để tham dự buổi biểu diễn siếc du Soleil tại hội trường Hoàng gia Albert, lúc đó bà đang mang thai con của Hoàng tử Harry, nhưng trông vẫn thật quyến rũ với chiếc đầm lộng lẫy 6, 1995 và 2016. Ảnh, Brightside, công nương Diana, và Kate Middleton, đã từng diện cho mình một bộ đồ xanh nhạt vừa vặn với cơ thể. Trông cả hai đều toát lên vẻ đẹp quý phái, sang trọng. Công nương Diana sử dụng trang phục này trong một lễ kỷ niệm trang trọng. Trong khi nữ công tước kết trông rất trang nhã trong chuyến thăm đất nước Hà Lan, 7, 1982, và 2020. Ảnh, Brightside, Meghan Markle trong một sự kiện với hình ảnh như Diana thứ hai. Với chiếc đầm, màu xanh lá cây nổi bật trong sự kiện quỹ thịnh vượng chung tại tu viện Westminster, trước đó, công nương Diana, đã, từng sử dụng, màu sắc lạ mắt này. Tại sự kiện Chuping the Color hàng năm, vào năm 1982 khi cô mang thai hoàng tử William. Còn tiếp, hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.